Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game One Fruit với mọi người. Được rồi, ngày hôm nay nó là update Halloween với mọi người. Một cái update khá là lớn trong mọi năm. Thì mỗi năm nó sẽ có update ra mùa hè và update Halloween, là hai cái update khá là lớn. Thì update này thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Trước tiên thì chúng ta sẽ vào chúng ta đọc chỗ này trước đi cho nó dễ ha. Thì chúng ta sẽ có max level là level 65.000, từ level 63 lên 65.000 thì cũng không bao nhiêu, 2.000. Và điểm star chúng ta sẽ lên 130.000, hiện tại thì chúng ta đang là 128.000, nó lên 2k điểm star nữa, cũng không là bao nhiêu đáng kể hết. Chúng ta sẽ để ý ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái trái quỷ mới, đó là chính là trái Crow. Trái này là trái gì trời, để xíu chúng ta check sau. Một cái đảo mới đó là đảo Halloween, rồi một cái shop mới đó là shop Halloween luôn. Và chúng ta sẽ có hai cái sticker mới và một cái nhiệm vụ mới, và chúng ta sẽ có hai cái pack vậy nè, và 10 cái xe này chắc là 10 cái vật phẩm mới, một cái gì đó mới và một cái pack mới nữa. Ok, thì trước tiên á thì tôi sẽ phổ biến cho mọi người á. Đầu tiên chúng ta đã có cấp lên cao xíu, star lên một xíu, và chúng ta có cái đảo Halloween, chắc chắn nó sẽ nằm ở C1, và nó sẽ có cái shop, chúng ta sẽ cài nguyên liệu để chúng ta đổi ở trong shop rồi, đó là chắc chắn. Và cái thứ hai sẽ là có một trái quỷ mới, cái trái quỷ đó thì khi nào tôi có thì tôi sẽ review cho mọi người xem sau. Và cái thứ ba là nó sẽ có một cái trạng thái xù lông nhé mọi người. Để lấy được cái dạng trái xù lông thì mọi người cần gọi là nâng cái tay điện, cái mili tay điện lên V2, có nghĩa là cái electric lên V2 thì chúng ta sẽ có được cái trạng thái xù lông đó. Nó chỉ có như thế thôi, cũng không có gì gọi là quá lớn, chủ yếu là cái update Halloween cho chúng ta chơi thôi. Còn đây là cái trái quỷ mới tôi cho mọi người xem ha. Cái trái quỷ mới nó là cái này, cái chim mọi người ạ. Không biết là nó sẽ như thế nào. Rồi, cái đó là những cái gì ấy. Bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người xem code thì chúng ta sẽ có 3 code. Đây, tôi sẽ gọi là nhập vô cho mấy ông ha. 3 cái code. Còn em mới nha, để coi coi nó sẽ có cái gì trong đây. Rồi xíu nữa tôi sẽ bay về ở C1 để cho mọi người coi cái đảo mới và cách farm là như thế nào luôn, cách chơi. Nói chung là review thôi, update này thì chưa có cài nhiều, chủ yếu là review update trước và này kia đó. Đây chúng ta sẽ có 3 cái code mới nhá, mọi người có thể bao lại mọi người xem nhé. Đây là có thứ hai, có thứ ba không có ấy thì cái này thì chúng ta được 45 phút x2 đó. Rồi nên đâm cái quỷ cái nha mọi người nhé. Ủa ra chơi lửa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử về C1 để xem coi bên cái tình hình ở bên C1 như thế nào nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ tham quan cái đảo luôn. Còn về cái mini mới thì chắc là từ từ, chủ yếu là chúng ta sẽ coi thử cái shop mới nó như thế nào nhé mọi người. Cái shop shop bán đồ Halloween á như thế nào. X5 Halloween event luôn nhé mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ coi cái chắc là mình nghĩ chắc là nó sẽ nằm bên này. Quên rồi, cái này thì quên, mình gồng cái này lên mình bay được mà quên nữa. Đấy, bay cái này cho nó lẹ mọi người. Update của nó là làm sao, chắc là sau lưng cái đảo này rồi, sau lưng cái đảo level 1, sau lưng cái đảo level 1 chứ không đâu hết mọi người. Đó đúng rồi, như cũ thôi, lúc trước thì nó sẽ nằm bên tay trái, bây giờ thì nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ nằm sau lưng cái đảo này cả. Về đây chúng ta sẽ farm nguyên liệu để coi thử cái nguyên liệu thì nó sẽ là drop như thế nào nhé mọi người nhé. Đây là cái đảo mới của chúng ta. Quất thử con quái nha. Rớt cái này à. Rớt cái item này mọi người à. Cái này thì chắc là treo cũng không có khó. Hình như nghe nó có một con boss ở trong đây nữa, chúng ta phải cài thêm con boss đó mọi người à. Đây chắc là con boss này. Rớt gì hết ạ. Cũng quái mà, không phải boss mọi người. Rớt kim cái zombie, nó cái xương mọi người ơi. Nó sẽ rớt những cái món đồ này à. Chúng ta xem coi con máu đang farm mọi người ơi. Có thể boss trong này hả? Có ở đâu nhỉ? Để chúng ta sẽ tính sau đi. Báo làm gì? mình tìm cái chỗ mà để chúng ta trao đổi đồ ở đâu mọi người á. Đây là con quái bình thường thôi. Ồ, nó nói chuyện cái nguyên liệu này. Đây là chắc là... Ui, cái này nhìn giống đi rai đấy. À, đổi đồ lại, đổi đồ mọi người ơi. Ôi ôi, cái gì mà 75.000 thế này. Ui ui, đổi chắc là... Ủa, cái món vũ khí nhìn đẹp nha. Ui ôi, 20.000. Oh my god, không biết là cái này tôi có được hỗ trợ hay không mọi người ơi. Cái này mà nếu mà tôi được hỗ trợ thì nó rất là khỏe. Nhưng mà nó không được hỗ trợ, chắc là tôi cài lòi con mắt tôi luôn quá mọi người à. Hy vọng là mình sẽ cho tôi câu trả lời sớm. Còn không thì chắc là tôi phải tự cài. Tự cài là chắc là khùng luôn mọi người à. Không biết là nó hỗ trợ đồ hay không. Đó thì như thế này thôi. Mọi người chỉ cần cắn mấy con quái cả đây thôi là được mọi người ơi. Đó, cái quái này rất đồ thôi. Đấy. Đó. Mọi người càng ấy thì nó sẽ drop càng nhiều. Ồ, nói chung đến này thì cũng dễ chơi mọi người à. Nó chỉ vậy thôi mọi người à. Không có gì mà gọi là quá đặc biệt cả. Đến thế thôi. Để xem coi bây giờ thì có nên đi về cái đảo bên kia để chúng ta coi cái chỗ mà lấy xù lông hay không nhé mọi người. Chứ cái này thì không thấy boss mọi người à. Mới bảo là có một con boss thì con boss nằm ở đâu ta? Con boss nằm ở đâu? Nghe nói con boss chắc con boss rớt đồ nhiều hơn thôi nhỉ. Không biết boss lấy gì. Hình như thấy mỗi quái thôi mọi người ơi. Thấy mỗi quái thôi. Tôi chưa thấy cái gì mới lạ hết. Chỉ quái thôi mọi người à. Tôi không thấy boss nha. Còn quái là quái thôi. Mình nghĩ là như này là biết được là dễ biết rồi. Đấy. Món nằm đâu? Sao nó có hay gì vậy? Ui. Ui cái rảnh thế. Nó đấm mình nữa mọi người à, cãi đi. Bây giờ chúng ta chắc là chúng ta sẽ quay về cái C3 để coi thử coi cái chỗ lấy xù lông thì như thế nào nhé mọi người. Còn này thì như chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta quay về C3, chúng ta quay chúng ta coi thử coi chỗ lấy xù lông là chỗ nào. Chắc là ở bên cái đảo gì ta. Mình nghĩ nó sẽ là nằm ở cái chỗ mà lấy electric về cái electric thôi. Electric thì chúng ta sẽ quay về bây giờ bên đâu ta? Bây giờ cái đảo trời ơi nó bị lỗi nữa thiệt luôn á. Cái này mình ghét ghê á. Chúng ta sẽ đi về cái không phải nó sẽ nằm ở đây cái đảo rùa. Chắc là ở bên đảo rùa mọi người ạ. Chắc nằm bên hướng đảo rùa. 18 giây nữa mới được biến thành G4 dạng Snackman. Biến thành dạng Snackman để di chuyển cho nó nhanh mọi người ạ. Để mình hỏi coi. Từ từ. Cái xù lông lấy kỳ ở đâu? Đó. Chúng ta phải nhờ đến quyền trợ giúp mọi người à. Cái gì chúng ta cũng phải nhờ đến quyền trợ giúp hết á. Như vậy chúng ta không biết. Phải tường tặng cho mọi người hết chứ. Cái đó là về Halloween rồi. Thì chúng ta sẽ đến với cái xù lông. Chúng ta sẽ đến với xù lông mọi người à. Đánh con thỏ ở bên đảo rùa nó đờ rớp mảnh luôn khỏi cày kỳ. Ồ oh, cũng dễ nha. Con NPC up đâu thì tôi chịu. Biết chỗ đờ rớp nhưng mà chưa biết chỗ up mảnh thì bà để xem coi nào. Đánh con NPC đờ rớp hả? Còn chỗ up như thế nào thì chưa biết hả? Đánh con thỏ hả? Con thỏ là con nào ta? Để tôi kiếm con thỏ nha mọi người nhé. Con thỏ là rớp ảnh luôn hả? Mỗi con quýnh thử một khí thôi. Chắc là không phải mấy con này đâu. Không rớp gì hết. Hay là con này. Con này là mấy con quá nhỏ mà. Con nhỏ chắc chắn là không phải rồi. Hướng bên này Con nào về? Hay là con boss này? Không phải luôn. Con nào về? Tôi nhớ là còn một con boss nữa. À, con hỏ. Đúng rồi. À, chắc là con này. Không nhớ là con này đều rớt mảnh nè mọi người à. Ồ. Còn con NPC up ở đâu thì chưa biết à. Cũng khó nói chứ. Thôi cái này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau mọi người ơi. Đây, chúng ta gọi là biết sơ sơ như vậy là được rồi. Biết sơ sơ như vậy là được rồi mọi người ạ. Để là mình quýnh thử cái con kia lại lần nữa coi nó là rớt mảnh hay không nhá. Những con boss nó xì băm nhanh mà. Lát dưới trời. Chưa xì băm nữa hả? Thôi vậy thôi. Nói chung thì sơ sơ qua thì chúng ta đã biết cách chơi cấp update này rồi. Cũng khá là đơn giản mọi người. Tại tôi sẽ up clip sớm để tôi giữ lại cái 35 phút này, 35-36 phút này, để không là một hồi là nó bị mất mọi người à. Tôi không cài được nữa. Vậy ha. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người video sau nha. Bye bye.